một người phụ nữ bị sát hại dã man và bị phi tang thi thể xuống sông. Ngay sau khi cảnh sát bắt được kẻ sát nhân, họ đã nhận được thư chung của hơn 3.000 người dân xin giảm nhẹ hình phạt cho hung thủ. Con số này có lẽ khiến bạn cảm thấy hơi bất ngờ, phải không? Hãy theo dõi video ngày hôm nay để biết được sự thật bên trong câu chuyện này là gì nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Khoảng 7 giờ sáng, ngày 7 tháng 5 năm 2010, một số người dân đứng trên sông Dương Tử lần lượt giăng lưới. Lúc này, tại lưu vực sông Dương Tử, quận Giang Âm, thành phố Trùng Khánh, một ngư dân tên Tống An khi đang chèo thuyền thì vô tình phát hiện vật thể lạ trôi nổi cách vị trí của anh ta không xa. Tống An không ngăn nổi tò mò tiến lại gần hơn để khám phá nó. Vừa tới nơi, người thanh niên toát mồ hôi hột khi nhận ra trước mắt mình là một thi thể đang trôi nổi gần bờ sông. Tống An hoảng loạn hét lớn. Tiếng la rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của một số người dân thả lưới gần đó. Cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, Tống An lấy trong chiếc túi ra chiếc điện thoại và gọi điện trình báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Trùng Khánh ngay lập tức lái xe đến nơi, phong tỏa và tiến hành điều tra sơ bộ. Hiện trường cho thấy có một thi thể dạt vào bờ sông Dương Tử. Đầu nạn nhân được bọc trong túi ni lông. Một tấm chăn mỏng bao quanh phần thân dưới, tuy nhiên vẫn để lộ hai bàn chân. Tấm chăn màu đỏ, họa tiết hoa nhí màu trắng. Có một sợi dây dài, giằng quanh tấm chăn để ngăn cho nó không bị rơi ra. Bước đầu nhận định đây không phải là một vụ tai nạn đuối nước mà là một vụ sát hại và phi tang thi thể đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi quan sát xung quanh, cảnh sát đã huy động lực lượng trục vớt thi thể lên trên bờ và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Tấm chăn được mở ra, bên trong là một thi thể nữ khỏa thân, có một cọc xi măng dài, hình trụ được cột quanh người nạn nhân. Quan sát kỹ, cảnh sát xác định đây là một cọc mốc lộ giới, một loại báo hiệu đường bộ dùng để xác định giới hạn bề rộng đất dành cho đường bộ. Rõ ràng, hung thủ đã cố tình đặt chiếc cọc nhằm mục đích để nhấn chìm thi thể. Tuy nhiên, hung thủ không ngờ rằng khi thi thể phân hủy đến một mức độ nhất định sẽ gây ra hiện tượng trương phình rất to. Về cơ bản, khối lượng của cọc xi măng này là không đủ để ngăn không cho thi thể nổi lên trên. Các bác sĩ pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có độ tuổi từ 35 đến 40, cao 1m62, bị một vết thương phía sau đầu, hai vết thương trên cổ và một số vết thương khác ở lưng. Vết thương tại đầu và lưng không quá sâu, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vết thương ở cổ thì ngược lại, nó được xác định là nguyên nhân chính gây mất máu cấp và tử vong. Quan sát hình dáng và độ sâu của vết thương, cảnh sát suy đoán hung khí là một con dao sắc bén. Xét về vị trí vết thương, cảnh sát cho rằng nạn nhân đã bị hung thủ tấn công từ phía sau. Ngoài ra, trong âm đạo của nạn nhân, cảnh sát còn phát hiện được một mẫu tinh dịch. Có hai khả năng xảy ra như sau. Thứ nhất, nạn nhân đã tự nguyện quan hệ tình dục với người nào đó không bao lâu trước khi bị sát hại. Khả năng thứ hai là nạn nhân đã bị hung thủ xâm hại trước hoặc sau khi tử vong. Căn cứ vào mức độ phân hủy của thi thể, các bác sĩ pháp y khẳng định thời điểm tử vong là vào khoảng 7 đến 10 ngày trước, hoặc có lẽ là dài hơn vì thường thì quá trình phân hủy ở trong nước sẽ diễn ra chậm hơn so với các trường hợp còn lại. Hiện tại, tử thi bốc mùi hôi khá khó chịu do đã bị ngâm nước quá lâu. Da nạn nhân trắng bệch, mất đi sự đàn hồi và bong tróc, vì vậy không thể tiến hành trích xuất dấu vân tay. Vì không thể trích xuất dấu vân tay, cảnh sát đã dựa trên các đặc điểm cơ thể của nạn nhân để phục vụ quá trình tìm kiếm danh tính. Sau khi quan sát, cảnh sát nhận thấy nạn nhân có xăm chân mày, để móng tay dài và sơn màu. Các móng tay đã mềm nhão và có dấu hiệu tách ra. Nạn nhân có mái tóc dài, nhuộm màu nâu vàng và đã ra chân tóc đen một đoạn. Ngoài ra, trên cơ thể không ghi nhận bất cứ chi tiết đặc biệt nào như hình xăm, nốt ruồi hay sẹo. Khuôn mặt của nạn nhân đang phân hủy, không thể nhìn rõ các đường nét nên rất khó cho quá trình nhận dạng. Để nhanh chóng tìm ra danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã tổng hợp các thông tin về đặc điểm nhận dạng và đăng tải trên các phương tiện truyền thông.
Song song với quá trình này, đội điều tra đã mở rộng tìm kiếm xung quanh bờ sông Dương Tử với hy vọng có thể tìm thấy một số vật thể hoặc giấy tờ có liên quan đến nạn nhân hoặc hung thủ. Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát tình cờ phát hiện một chiếc ví da nữ màu hồng còn khá mới ở gần khu vực bờ sông. Bên trong chiếc túi có một chiếc thẻ đeo nhân viên, ghi thông tin Trương Phương Khanh, công nhân tại nhà máy sản xuất quần áo Kỷ Nguyên. Quan sát ảnh chân dung trong thẻ đeo nhân viên, cảnh sát thấy Phương Khanh có xăm chân mày. Về chi tiết này, cảnh sát có hơi nghi ngờ nên đã cử người tới nhà máy sản xuất quần áo nói trên để điều tra thông tin. Tố Phần, nhân viên bộ phận nhân sự của nhà máy thông báo với lực lượng chức năng không có ai trong nhà máy của họ tên là Trương Phương Khanh cả. Đội điều tra khá bất ngờ vì câu trả lời này. Sau đó, họ đã đưa thẻ đeo cho đối phương kiểm tra. Nhìn thấy ảnh chân dung ở trên thẻ đeo, Tố Phần liền nhận ra người này. Theo như lời Tố Phần, trong nhà máy mình có một nữ nhân viên có gương mặt y hệt như trên. Tuy nhiên, người này tên là Trương Phượng Khánh, không phải Trương Phương Khanh. Tố Phần tiết lộ Phượng Khánh đã nghỉ việc gần nửa tháng nay. Truy xuất hồ sơ nhân sự, cảnh sát biết được số điện thoại di động của Phượng Khánh và tiến hành liên lạc với cô. Tuy nhiên, điện thoại của Khánh lại không liên lạc được. Đội điều tra cảm thấy có gì đó không ổn nên đã tìm tới địa chỉ nhà của Phượng Khánh để tìm hiểu. Khi đến nơi, thấy Trương Phượng Khánh bước ra mở cửa, nghi ngờ trước đó của cảnh sát đã bị đập tan. Khánh giải thích mình mới vào làm tại nhà máy Kỷ Nguyên không được bao lâu nhưng cảm thấy môi trường không phù hợp nên đã xin nghỉ. Cái tên trên thẻ đeo của Khánh vốn dĩ bị lỗi chính tả từ Trương Phượng Khánh trở thành Trương Phương Khanh trước khi cô nhận được chiếc thẻ mới thì đã nghỉ việc. Trương Phượng Khánh tiết lộ cách đây 2 ngày trong lúc đi bộ một mình ở trên đường vào ban đêm cô đã bị một người đàn ông giật ví. Dựa theo lời khai của Phượng Khánh, cảnh sát cho biết rất có thể tên cướp sau khi đã lấy hết số tiền của cô thì vứt chiếc ví lại bờ sông. Sự trùng hợp này đã gây ra hiểu lầm và vô tình đánh lạc hướng điều tra. Vụ án sát hại và phi tang thi thể dã man đã gây ra sự hoang mang nhất thời cho người dân địa phương. Cảnh sát Trùng Khánh rất coi trọng vụ án này và đặt ra mục tiêu giải quyết nó một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tìm ra hung thủ thực sự đang trở thành một bài toán khó bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn không có bất cứ thông tin nào về nạn nhân. Lúc này, các cảnh sát quyết định trở lại hiện trường và kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Sau khi quan sát, nhiều người đưa ra nhận định rằng thành phố Trùng Khánh nằm ở trung và thượng lưu sông Dương Tử. Không ai có thể xác định được chính xác nơi hung thủ thả thi thể xuống sông. Nó có thể ở những vị trí như thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên hay thậm chí xa hơn là ở thượng nguồn sông Kim Sa của tỉnh Vân Nam. Để giải quyết khúc mắc trên, đội điều tra đã cùng nhau thảo luận đưa ra ý kiến. Lần này, cảnh sát chú ý đến chi tiết cọc xi măng được buộc vào người nạn nhân. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm những cọc xi măng bị mất trên các tuyến đường gần lưu vực sông Dương Tử. Để việc tìm kiếm nhanh chóng có kết quả, họ đã huy động thêm lực lượng. Không lâu sau, một nhóm cảnh sát đã tìm thấy một cọc xi măng bị mất ở đoạn thuộc thị trấn Trấn Vũ, cách vị trí phát hiện thi thể gần 4 km. Sau khi so sánh và đối chiếu, các cảnh sát suy đoán rất có thể chiếc cọc bị mất này chính là chiếc cọc được buộc trên người nạn nhân. Phát hiện trên đã giúp cho cảnh sát thu hẹp được phạm vi điều tra ở thị trấn Trấn Vũ. Khi đội điều tra bắt đầu thẩm vấn người dân thị trấn Trấn Vũ, thì có một người phụ nữ 65 tuổi tên Trần Cẩm Hồng tìm đến để trình báo. Bà Hồng cho hay đã nhiều ngày nay không thể liên lạc được với con gái bà tên Bành Chí Linh. Trần Cẩm Hồng kể, con gái rời nhà đi vào trưa ngày 30 tháng 4, nói là đi công việc ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Một tuần sau sẽ về. Tuy nhiên tính đến nay đã gần 10 ngày vẫn chưa thấy Linh quay về. Sau khi nghe bà Hồng mô tả đặc điểm của Bành Chí Linh, đội điều tra khá nghi ngờ. Nhưng do hiện tại không thể nhận diện bằng mắt thường nên cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA của nạn nhân và bà Hồng. Kết quả kiểm tra cho thấy nạn nhân và Trần Cẩm Hồng có quan hệ mẹ con, tức là thi thể trên chính xác là của Bành Chí Linh. Lúc này danh tính của nạn nhân đã rõ. Để có thể phá án, nhiệm vụ ưu tiên hiện tại là phân tích các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Bành Chí Linh, 35 tuổi, quê ở thị trấn Trấn Vũ, hiện đang làm tiếp viên tại quán karaoke gần nhà.
Mặc dù đã 35 tuổi, nhưng do biết cách trau chuốt vẻ bề ngoài nên nhìn Linh trẻ hơn nhiều so với những người cùng trang lứa. Hơn nữa, làm việc trong môi trường như vậy bắt buộc Linh phải luôn bắt kịp xu hướng, thay đổi bản thân, nếu không thì sẽ bị sa thải ngay lập tức. Bà Hồng tiết lộ con gái mình có chồng rất sớm và sinh được một con gái, hiện đã 12 tuổi. Chồng của Linh tên là Viên Hoàn Hoa, 38 tuổi. Hai người đang trong thời gian ly thân. Linh và con gái sống ở nhà với mẹ ruột, còn Hoa sống một mình tại nhà riêng của hai vợ chồng. Trong thời gian ly thân, Viên Hoàn Hoa vẫn thường xuyên tới lui để thăm con gái. Theo đánh giá của bà Hồng và hàng xóm, Hoa là một người chững chạc, biết quan tâm người khác. Vừa biết tin vợ cũ gặp nạn từ bà Trần Cẩm Hồng, Viên Hoàn Hoa đang làm tại nhà máy thì bỏ dở để chạy đến hỏi chuyện. Khi tới nơi, nghe chuyện thi thể Bành Chí Linh nằm dưới sông nhiều ngày liền, Viên Hoàn Hoa khá bất ngờ và gần như ngã quỵ. Tất cả mọi người có mặt đều hiểu cho tâm trạng của Hoa lúc này, bởi vì thật ra anh ta thương vợ rất nhiều. Tin sốc này chắc chắn khiến Hoa cảm thấy vô cùng đau đớn. Theo như lời bà Hồng, Linh rời nhà vào ngày 30 tháng 4 nên các cảnh sát đã lấy đây làm cột mốc điều tra. Cảnh sát hỏi Viên Hoàn Hoa đã ở đâu và làm gì vào ngày 30 tháng 4. Viên Hoàn Hoa nhớ lại, ngày 30 tháng 4 rơi vào Chủ nhật. Hôm đó, anh ta được nghỉ làm nên về thăm bố mẹ đẻ, cách nhà riêng của anh 7 cây số. Vào buổi trưa ngày 30 tháng 4, Hoa cùng với bố mẹ đi dự tiệc cưới người thân. Cả ba trở về nhà vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày. Hoa đã ngủ tại nhà bố mẹ, đến sáng thì lái xe thẳng đến nhà máy làm việc. Viên Hoàn Hoa làm việc từ ngày thứ 2 đến thứ 7, anh ta sống ở ký túc xá dành cho nhân viên. Mỗi buổi sáng chủ nhật thì sẽ về nhà. Lúc trước chưa ly thân với vợ thì Hoa sẽ về nhà riêng. Thời gian gần đây hai vợ chồng không còn sống chung nên Hoa thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ hơn. Các cảnh sát đã tìm đến nhà bố mẹ của Hoa để tìm hiểu. Bố mẹ anh ta xác nhận lời của Hoa là sự thật. Chính vì vậy, Viên Hoàn Hoa đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Bà Trần Cẩm Hồng tiết lộ, ngoài giờ làm việc tại quán karaoke thì Bành Chí Linh thường xuyên đến chơi tại sòng bài, có khi chơi xuyên đêm không về. Trước kia, Linh từng vì cờ bạc mà nợ một số tiền lớn, gia đình đã chạy vạy để giúp cô trả đủ, nhưng Linh vẫn chứng nào tật đấy không chịu bỏ. Thường thì Bành Chí Linh sẽ đến sòng bài cùng đồng nghiệp, bạn bè và một số khách quen là đàn ông. Đội điều tra sau đó đã đến quán karaoke để hỏi thăm đồng nghiệp của Bành Chí Linh về các mối quan hệ xã hội của cô. Tiểu Liên, chủ quán karaoke khai với cảnh sát, vào ngày 30 tháng 4, Bành Chí Linh xin nghỉ việc vì phải chăm con ốm tại bệnh viện. Tuy nhiên, đồng nghiệp của Linh lại nói rằng lý do Linh nghỉ việc thật sự không phải để chăm con bệnh mà là vì cô có cuộc gặp gỡ với một người đàn ông mới quen trên mạng tên Tâm Kim Viễn. Theo thông tin của người đồng nghiệp cung cấp, cảnh sát biết được Tâm Kim Viễn đến từ thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Bành Chí Linh nói với mẹ sẽ đi Nghi Tân, đồng nghiệp cũng khẳng định là cô đi Nghi Tân. Vậy rất có khả năng người đàn ông tên Tân Kim Viễn đến từ Nghi Tân kia chính là đầu mối của sự việc. Đội điều tra nhanh chóng tìm hiểu thông tin về người đàn ông này. Theo thông tin tìm hiểu được, Tân Kim Viễn, 40 tuổi, chủ một cửa hàng nội thất. Viễn hiện đang sống một mình tại căn nhà 2 tầng ở trung tâm thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Viễn từng lấy vợ nhưng ly dị không lâu sau đó và vẫn chưa có con. Sau khi nắm bắt được thông tin trên, đội điều tra đã cử người đến nhà Tân Kim Viễn ở Tứ Xuyên để tìm hiểu một số vấn đề. Tân Kim Viễn khá bất ngờ khi biết chuyện Bành Chí Linh đã tử vong nhiều ngày trước. Viễn kể với cảnh sát, anh ta và Bành Chí Linh quen biết nhau qua mạng xã hội, họ nhắn tin và trò chuyện trực tuyến với nhau một thời gian. Cả hai có hẹn gặp nhau lần đầu vào buổi tối ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên do giữa chừng, Viễn có công việc đột xuất nên đã gọi cho Linh vào buổi chiều cùng ngày, hy vọng cô thông cảm cho mình. Khi trò chuyện điện thoại với Bành Chí Linh ngày hôm đó, Viễn biết được cô đang trên đường đến Nghi Tân. Biết cuộc hẹn bị rời lại, Linh tỏ ra rất bực bội vì cô đã chuẩn bị kỹ mọi thứ cho lần gặp này. Cũng kể từ hôm đó, Viễn không còn thấy Linh hoạt động trên mạng xã hội, điện thoại cũng cắt đứt liên lạc. Anh ta không ngờ cô lại bị sát hại dã man đến như vậy.
Khi biết Linh là người đã có chồng con và làm việc tại quán karaoke thì Viễn rất bất ngờ vì hóa ra trước giờ mình đã bị lừa dối. Bành Chí Linh giới thiệu cô tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, hiện đang làm trưởng phòng nhân sự và chưa từng kết hôn. Trong những lần trò chuyện với nhau, Linh bày tỏ mình rất nghiêm túc trong mối quan hệ này và mong muốn sẽ tiến xa hơn, thậm chí là kết hôn ngay lập tức với Tâm Kim Viễn nếu như cảm thấy hợp nhau. Để chứng minh lời khai của mình, Tân Kim Viễn đã đưa đoạn trò chuyện tin nhắn của cả hai cho cảnh sát xem. Vậy là Tân Kim Viễn cũng có bằng chứng ngoại phạm nên các cảnh sát đã cùng nhau thảo luận để đưa ra phương hướng điều tra khác. Từ Tân Kim Viễn, cảnh sát biết được Bành Chí Linh có sở hữu điện thoại di động. Đội điều tra ngay lập tức tìm kiếm thông tin các cuộc gọi gần đây của Bành Chí Linh. Theo hồ sơ cuộc gọi mà bên viễn thông cung cấp, cảnh sát biết được Bành Chí Linh thường xuyên liên lạc với một liên hệ tên Tào Chiến. Cuộc gọi gần đây nhất được thực hiện vào 6 giờ tối ngày 30 tháng 4, cũng là gọi cho thuê bao trên. Đội điều tra liền tìm hiểu về người có tên Tào Chiến vì nghĩ rằng anh ta sẽ cung cấp được manh mối quan trọng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được Tào Chiến đang có mối quan hệ mập mờ với Bành Chí Linh. Giữa nhiều người đàn ông mà Linh quen biết, Chiến là người duy nhất được cô dẫn đi ăn cùng với đồng nghiệp. Cảnh sát liền tiến hành quay số gọi Tào Chiến, nhưng điện thoại hiện không liên lạc được. Cảm thấy hơi đáng nghi nên đội điều tra đã lái xe đến nhà Chiến theo địa chỉ tìm hiểu được. Khi đến nơi, cửa đã bị khóa trái, hàng xóm xung quanh nói rằng Tào Chiến đã không trở về nhà nhiều ngày nay. Đội điều tra tìm gặp bố mẹ Tào Chiến nhưng họ cũng không biết anh ta hiện đang ở đâu. Việc Tào Chiến bỗng dưng biến mất bí ẩn khiến đội điều tra càng tin rằng anh ta có việc gì khuất tất. Thông qua bạn bè của Chiến, cảnh sát biết được anh ta có một nhân tình tên Triệu Vi, hiện sống ở thị trấn Cao Viễn. Nhà Triệu Vi đang ở cũng chính là nhà Chiến đứng ra thuê cho cô. Mỗi cuối tuần, Tào Chiến sẽ đến đó cùng người yêu. Trong lúc cảnh sát đang chuẩn bị đến Cao Viễn thì có người thông báo Tào Chiến đã trở về. Khi cảnh sát đến nhà, Tào Chiến bắt đầu run rẩy. Nhìn biểu hiện khác lạ của Chiến, đội điều tra cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn. Cảnh sát hỏi Chiến đã làm gì vào ngày 30 tháng 4 thì Chiến liền trả lời rằng mình đi làm. Câu trả lời nhanh chóng dường như là đã để lộ một sơ hở lớn, vì ngày 30 tháng 4 là ngày Chủ nhật. Thường thì Chủ nhật là ngày nghỉ. Đặc biệt là đối với một người làm công việc văn phòng như Tào Chiến. Hơn nữa, khi chỉ vừa nghe cảnh sát hỏi, Chiến đã vội vã trả lời. Theo như suy luận logic, nếu như được hỏi câu hỏi như vậy, một người bình thường sẽ xem xét hôm đó là ngày thứ mấy của tuần nào rồi mới bắt đầu nhớ lại mình đã làm gì. Nhưng ngược lại, Tào Chiến không cần suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời. Chi tiết này cho thấy dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trước đó. Trong quá trình kiểm tra xung quanh căn hộ của Tào Chiến, cảnh sát nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của Tào Chiến và Bành Chí Linh đặt trên bàn. Căn phòng lúc này vô cùng bừa bộn. Kiểm tra phòng ngủ, cảnh sát nhận ra có một số vết màu nâu sẫm, nghi là máu khô dính trên ga giường. Cảnh sát thắc mắc nhưng Tào Chiến không thể giải thích được. Đội điều tra sau đó đã tiến hành lấy mẫu phân tích. Kết quả cho thấy vết màu nâu sẫm chính là máu khô. Quan trọng hơn, nó chính là máu của nạn nhân Bành Chí Linh. Căn cứ vào manh mối này, cảnh sát đã đưa Tào Chiến về đồn để điều tra. Đối diện với sự tra vấn của cảnh sát, Tào Chiến vô cùng sợ sệt và thành khẩn khai báo sự việc. Tào Chiến giải thích, ngày 30 tháng 4, khoảng 6 giờ, Bành Chí Linh gọi điện đến hỏi Chiến có ở nhà hay không. Linh nói đang khá bực bội ở trong người nên muốn tìm Chiến tâm sự. Sau khi xác nhận mình đang ở nhà, Bành Chí Linh đã đón taxi đến. Bành Chí Linh giải thích mình vừa bị cho leo cây nên tâm trạng không thoải mái cho lắm. Để giải tỏa tâm lý, Tào Chiến đề nghị Linh cùng anh ta quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Bành Chí Linh ngại ngùng nói mình đang trong chu kỳ đèn đỏ nên không muốn. Tuy nhiên, Tào Chiến không quan tâm chuyện này, kết quả là cả hai người cũng xảy ra quan hệ. Trong quá trình đó, máu từ người của Bành Chí Linh đã dính trên ra giường. Nhưng Tào Chiến không có thời gian nên chưa kịp giặt. Đội điều tra sau đó đã tiến hành so sánh DNA của Tào Chiến với DNA trích xuất từ mẫu tinh dịch ở trong âm đạo của nạn nhân, kết quả thấy hoàn toàn trùng khớp. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ tin một phần lời khai của Chiến, tức là giữa hai người họ đã xảy ra quan hệ vào ngày 30 tháng 4,
nhưng họ suy đoán rằng Tào Chiến chính là hung thủ sát hại Bành Chí Linh. Thấy bị cảnh sát nghi ngờ, Tào Chiến nhất quyết phủ nhận. Chiến khai vào buổi tối hôm đó, trong lúc cả hai thân mật với nhau, Tào Chiến có đề nghị đến chuyện kết hôn với Bành Chí Linh. Bành Chí Linh rất yêu Tào Chiến nên sau khi nghe đề xuất này thì vô cùng phấn khích. Linh nói để kết hôn với Chiến, cô cần có hai việc phải làm. Thứ nhất là chính thức ly hôn với chồng Viên Hoàn Hoa. Tuy nhiên, quy trình xử lý ly hôn diễn ra khá chậm chạp nên cô định trong thời gian này sẽ bòn rút tiền từ Tân Kim Viễn, một doanh nhân mới quen trên mạng xã hội. Tào Chiến rất cổ vũ ý kiến này của Bành Chí Linh. Tuy nhiên, anh ta lại ấp ủ ở trong đầu một âm mưu khác mà đối phương không hề hay biết. Đó chính là lợi dụng cô lấy được số tiền lớn để sống cùng tình nhân trẻ Triệu Vi. Bàn tính kế hoạch xong, Bành Chí Linh ngồi dậy nói mình cần đến gặp chồng cũ để đề nghị ly hôn. Cũng kể từ đó, Tào Chiến mất liên lạc với Bành Chí Linh. Anh ta nói với cảnh sát rằng mình nghi ngờ chính Viên Hoàn Hoa đã sát hại Bành Chí Linh. Tình huống trên khiến cảnh sát hết sức đau đầu. Dựa theo lời khai của Tào Chiến, đội điều tra quyết định thẩm vấn Viên Hoàn Hoa một lần nữa. Trong lúc này, đội điều tra lại tiếp tục ghi nhận được một manh mối mới, manh mối đến từ người dì ruột của Bành Chí Linh. Người dì tên Châu cho biết, mình vừa sực nhớ ra tấm chăn bông màu đỏ, họa tiết hoa trắng quấn quanh thi thể của Bành Chí Linh. Tấm chăn này là quà của bà Châu may tặng gia đình cháu gái vào dịp Tết 2 năm trước. Thông tin bà Châu vừa cung cấp khiến cho vụ án bị đảo ngược. Không lẽ lời của Tào Chiến là sự thật? Nếu như vậy, hung thủ lại là Viên Hoàn Hoa sao? Ngay lập tức, đội điều tra đã đến nhà máy để tìm Viên Hoàn Hoa. Khi thấy mặt cảnh sát, Hoa bị giật mình, nhưng sau đó anh bình tĩnh lại nói, các anh tìm được bằng chứng rồi sao? Vậy thì hãy bắt tôi đi. Cảnh sát cảm thấy khá bất ngờ vì câu nói này của Viên Hoàn Hoa. Trên đường bị đưa đến đồn cảnh sát, Viên Hoàn Hoa cúi mặt thở dài. Anh ta xin các điều tra viên cho mình ngủ một giấc trước khi đối diện với sự thật. Viên Hoàn Hoa khai, mình và vợ gặp nhau vào năm 1992, khi Bành Chí Linh còn là sinh viên. Trong khi Hoa đã ra ngoài mưu sinh được vài năm, Viên Hoàn Hoa vốn đã yêu Linh từ khi bắt gặp ánh mắt hồn nhiên của cô lần đầu tiên. Sau lần đầu gặp mặt, Hoa bắt đầu tìm cớ tiếp cận và mong muốn bày tỏ tình cảm với Linh. Tuy nhiên, thấy Linh rất ham học nên Hoa quyết định chưa ngỏ lời. Mọi chuyện thay đổi không bao lâu sau đó. Lúc này, Chí Linh khốn đốn vì học phí. Nếu như không đủ tiền thì cô sẽ bỏ dở việc học. Linh không muốn điều này xảy ra chút nào bởi vì cô không muốn suốt đời quần quật với ruộng nương giống như bố mẹ. Bành Chí Linh muốn học để thay đổi tương lai. Vì rất thích Linh nên sau khi biết hoàn cảnh của cô, Hoàn Hoa không ngần ngại hỗ trợ về mặt tiền bạc. Để trả ơn Hoàn Hoa, Chí Linh miễn cưỡng nhận lời yêu. Hoa rất vui vì biết chuyện Linh đồng ý yêu mình. Tuy nhiên sau đó, anh nhận ra đó là sự thương hại, đúng hơn là tình yêu. Chính vì vậy, trên danh nghĩa là người yêu, nhưng Hoa vẫn luôn khuyến khích Linh trau chuốt bản thân và tìm người phù hợp hơn với cô. Nhưng điều Viên Hoàn Hoa không ngờ là sự chân thành của anh cuối cùng cũng khiến Chí Linh rung động. Sau khi tốt nghiệp, Linh trở về quê hương và quyết định kết hôn với Viên Hoàn Hoa. Điều này đối với Hoa mà nói không có gì có thể diễn tả được. Không lâu sau khi hai người kết hôn, Chí Linh sinh cho chồng một cô con gái. Sau khi vợ sinh con, Viên Hoàn Hoa cũng làm việc chăm chỉ hơn để vợ và con có cuộc sống tốt. Hoa quan niệm rằng việc có được Linh là một điều tuyệt vời nên tự nhủ cần phải trân trọng cô. Để Linh không có cảm giác thua kém bạn bè, Hoa làm việc cật lực kiếm tiền. Anh ta thậm chí còn phải làm hai công việc một ngày. Ban ngày Hoa làm ở nhà máy, ban đêm lại làm thuê nghề mộc. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoàn Hoa, anh đã sớm tiết kiệm đủ tiền để mua một căn nhà mới. Thấy mẹ vợ sống trong căn nhà sụp sệ, Hoa thậm chí còn bỏ tiền ra sửa nhà cho bà. Thỉnh thoảng, anh ta còn mua thức ăn đến cho mẹ vợ bồi bổ. Viên Hoàn Hoa hy sinh nhiều như vậy, đáng lẽ Chí Linh phải biết yêu thương và quan tâm chồng nhiều hơn, nhưng cô ta không làm thế. Khi con gái lớn hơn một chút, Chí Linh không muốn suốt ngày ở trong nhà nhìn bốn bức tường. Linh quyết định ra ngoài kiếm việc. Muốn vợ thoải mái, Hoa chấp nhận. Tuy nhiên, Linh không kiếm công việc ổn định mà lại đi nghe lời dụ dỗ của bạn bè đến làm việc trong quán karaoke. Từ khi làm việc ở đây, tính khí của Linh dần thay đổi.
cô bắt đầu tiêu tiền hoang phí rồi nghiện cờ bạc. Tệ hơn là hẹn hò cùng nhiều người đàn ông khác ở bên ngoài. Trong suốt nhiều năm, Hoa làm việc bục mặt ngày đêm, hoàn toàn không biết về những tật xấu của vợ. Tuy nhiên một ngày nọ, tin đồn lan đến tai, bị đồng nghiệp chế giễu thì Hoa mới biết rằng mình đã bị cho mọc sừng. Khi nghe thông tin này, Hoàn Hoa suy sụp hoàn toàn. Thời gian đó Hoa nghỉ việc ở nhà để canh chừng vợ. Linh hứa với chồng sẽ tìm công việc khác đàng hoàng. Hoa tin tưởng và cho vợ cơ hội. Có lần Hoa chở vợ đến chỗ làm việc, anh lén theo dõi thì tận mắt chứng kiến Linh bước lên ô tô của người đàn ông khác, cả hai cùng nhau đến khách sạn. Kết quả Hoa chỉ biết cắt mặt và bước thẳng vào bên trong bắt ghen. Sau sự việc này, Linh cảm thấy có lỗi nên đề nghị ly hôn. Tuy nhiên viên Hoàn Hoa cảm thấy không thể nào sống thiếu cô nên quay qua tự trách mình vô dụng, không lo cho cô một cuộc sống mong muốn. Lúc này, Linh không còn tình cảm với Hoa nhưng vì thương hại mà không ly hôn anh. Mặc dù không ly hôn nhưng Chí Linh vẫn nhất quyết không từ bỏ con đường sai trái mà mình đang đi. Trái lại, cô ngày càng quá quắt hơn, thường xuyên qua đêm bên ngoài và không cho phép chồng động vào người mình. Năm 2009, Bành Chí Linh quen một người đàn ông trên mạng xã hội. Người này chính là Tào Chiến. Chiến và Linh nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Để theo đuổi tình yêu, Bành Chí Linh đã bỏ con gái, bỏ chồng đến sống cùng Tào Chiến. Không lâu sau khi Bành Chí Linh rời đi, viên Hoàn Hoa đã tìm kiếm cô ở khắp nơi. Để khiến Linh thay đổi ý định, Hoa thậm chí còn quỳ xuống và cầu xin, nhưng Linh vẫn kiên quyết không quay về. Lần này, Hoa và Linh ly thân. Dù đã ly thân, nhưng Hoa vẫn chu cấp chi phí sinh hoạt cho Linh đều đặn. Con gái của Hoa và Linh cảm thấy rất thương bố và khuyên anh ta đừng lo lắng cho mẹ. Đến khi bà ấy bị người khác hắt hủi thì mới có thể nhận ra bố tốt như thế nào. Đến cả mẹ vợ, hàng xóm và người thân xung quanh cũng đều khuyên Hoa từ bỏ, nhưng anh ta vẫn không đành. Ngày 30 tháng 4, sau khi dự tiệc cưới người thân cùng bố mẹ, Hoa không về nhà bố mẹ như lời khai trước đó mà lái xe về thẳng nhà riêng. Tối 30 tháng 4, Bành Chí Linh bất ngờ trở về nhà. Thấy vợ trở về, viên Hoàn Hoa vô cùng mừng rỡ, nghĩ vợ cuối cùng cũng quay đầu. Tuy nhiên, lý do không phải như là Hoa nghĩ, mà là vì cô muốn ly hôn. Nghe lời đề nghị này, viên Hoàn Hoa cúi mặt thất vọng, không muốn chuyện này xảy ra. Hoa nói rằng, chỉ cần không ly hôn thì anh ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Cho dù Chí Linh ở bên ngoài với người đàn ông khác thì anh ấy cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Sau khi thấy viên Hoàn Hoa xuống nước, Chí Linh lại càng trở nên tự phụ hơn. Cô nói với chồng rằng, không ly hôn cũng được, nhưng cô sẽ dắt nhân tình về nhà sống chung và sẽ có con với người này trong tương lai. Yêu cầu Hoa phải phụ tiền nuôi con của hai người họ. Mặc dù viên Hoàn Hoa hiền lành và dễ sai bảo, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không có bản ngã của mình. Nghe những lời đề nghị quá quát này, Hoa bắt đầu tức giận. Nhưng Chí Linh không hề nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Thay vào đó cô bước vào phòng tắm và bắt đầu tắm. Trong lúc tắm cô nói với Hoa rằng, nếu anh ta không thể chấp nhận được thì cô sẽ cùng nhân tình ở lại nhà mẹ đẻ, còn mẹ, con gái và Hoa sẽ sống ở trong ngôi nhà này. Sau khi Linh dứt lời, Hoa không nói không rằng đi thẳng vào bếp, cầm con dao làm bếp, mở cửa bước vào tấn công Bành Chí Linh. Viên Hoàn Hoa không dừng lại cho đến khi Bành Chí Linh ngã xuống sàn. Một lát sau, Hoa mới nhận thức được hành động sai trái của mình, ngồi bệt xuống khóc. Tuy nhiên, mọi thứ cũng đã quá muộn. Ban đầu, Hoa muốn ra tự thú, nhưng nghĩ tới đứa con gái không ai nuôi, nên quyết định lên kế hoạch phi tang thi thể xuống sông Dương Tử, rồi dọn dẹp hiện trường để tránh bị phát hiện. Mặc dù vậy, trong lúc khám xét nhà, cảnh sát vẫn phát hiện một vết máu khô của Bành Chí Linh dính trên tường nhà tắm và cả con dao Hoa đã dùng tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, viên Hoàn Hoa sống không yên. Hoa giày vò bản thân, trách tất cả sự việc diễn ra ngày hôm nay là do mình không quyết đoán, dễ dãi. Trong cơn say, Hoa đã thú nhận tất cả mọi chuyện với bố mẹ đẻ. Thấy con mình đáng thương, hai ông bà đã che giấu sự thật khi cảnh sát đến điều tra vào lần đầu tiên. Thông tin về viên Hoàn Hoa sát hại vợ lan truyền rất nhanh. Sau khi bà Trần Cẩm Hồng và cháu gái biết được kẻ sát hại Bành Chí Linh hóa ra chính là viên Hoàn Hoa lương thiện,
Trần Cẩm Hồng không trách Hoa mà ngược lại trách con gái mình làm sai mới dẫn đến chuyện đau lòng này. Bà và rất nhiều người dân địa phương đều cảm thấy tội nghiệp Hoa nên đã đồng lòng xin giảm án. Họ tin rằng Viên Hoàn Hoa phải ấm ức lắm mới làm như vậy. Cuối cùng, có đến hơn 3.000 người, bao gồm dân địa phương và một số người theo dõi vụ việc, đã ký tên đóng dấu vào đơn xin giảm án. Trong đó có cả gia đình của nạn nhân Bành Chí Linh. Cuối cùng, xét đến đơn xin giảm án, đơn hòa giải của gia đình Bành Chí Linh và toàn bộ tình tiết vụ án, Viên Hoàn Hoa bị kết án 12 năm tù. Vụ án ngày hôm nay gợi ra rất nhiều câu chuyện, nhưng chủ yếu nó tập trung về vấn đề tình yêu và hôn nhân. Các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.